Các bạn, hôm nay tớ sẽ đi ăn pizza húp. Rồi đi theo tớ nào. Pizza to đùng luôn. Rồi, ăn xong rồi. Đi rồi. Bạn Đông Tây đang đi vào để chọn bàn đấy các bạn ạ. Đây đây rồi. Nhìn thấy không thấy chưa? À, Đông Tây đã chọn một bàn rồi. Đây là pizza tiền viền đôi này, ở đây mình ở đây có rồi đấy. Pizza viền đôi đây. Ở bên trong nhá. Wow, có rất là nhiều món ngon. Ồ, có toàn là pizza. Tức là pizza này thì có thể kéo ra được thành phô mai kéo á. Cái vị viền đôi này này. Cái vị viền đôi này khi kéo ra thì nó có sò điệp này. Còn vị này thì có bò xé. Còn vị này là viền đôi tôm. Ồ, đây combo 3. Combo 3 dành cho 4 đến 6 người. Đói lắm. Đói quá ha. Được rồi, mình sẽ chọn nhanh nhá. Mình sẽ chọn combo này nhá con nhá. Combo okay. Này đi. Mẹ ơi mẹ cho con hai cái ngọt này. Mẹ ăn cái ngọt này xem nó mùi gì. Mình tô con muốn thế nào con chọn đi. Con sẽ chọn một màu nhá. Con chọn màu này, con bảo cảm ơn cô chưa? Oh, cảm ơn cô. Ồ, trong set của mình có hẳn 3 nước luôn. Và có một salad, cảm ơn chú. Cái này chị trộn lên. Vâng, cảm ơn cô. Mình có salad đấy con. Đây, mình có salad nhá. Mình sẽ trộn salad lên. Dâu Tây có biết trộn không? Đây, lấy dĩa của dâu Tây trộn đi. Đó. Và chúng mình ăn thử luôn. Xem nó thế nào nào. Nào chúng mình ăn thử nhá. Chúng ta ăn thử một miếng xem nào. Ở trong này nó là rau. Gì đấy? Ngon không? Có cả ấy này con này. Có cả ruốc này. Đây con ăn một ít ruốc này. Đó. Ngon không? Con ơi uống thử nước nào, không có ngon không nào, nước của mẹ là nước Pepsi. Và bên này là nước Spy đi theo combo đấy. Con uống Spy đi. Ngon không? Nó ngon à? À, của con là nước Fanta. Của mẹ là nước Pepsi. Ngon quá. Chúng mình sẽ cùng nhau đợi để ăn pizza nhé. Pizza viền đôi, đặc biệt ở đây đấy. Giờ Tây đang dài cổ chờ đợi bánh đây. Bạn đến số này kêu là bánh lâu đây. Vì bánh phải đợi 15 phút cơ nên là bạn bị đói quá. Tây ơi, đói quá là con. Bạn đi ngủ luôn rồi. À, pizza của mình đến rồi. Vâng ạ, cảm ơn chú nha. Mời chị đứng nhé, chúc chị. Vâng ạ, cảm ơn chú. Yeah. Pizza đến rồi. Đây là chiếc pizza mẹ con mình vừa gọi đấy. Ồ, đây là có viền đôi mà vị hải sản nhá, có cả xúc xích này Tây ơi. Tôm này. Xúc xích đây. Tôm đây, cà chua đây. Ui, còn có cả phô mai nữa. Ngon nhờ. Chúng mình ăn thôi, để mẹ lấy cho Dâu Tây nhá. Đầu tiên mình sẽ cắt ra. Đó. Chúng mình có thể dùng tay để ăn hoặc là chúng mình có thể là dùng dao dĩa. Nhưng mà theo chị thì nên dùng bằng tay thì dễ hơn. Nào, Dâu Tây lấy một miếng ra nhá. Đây, lấy cái này cho nó. Ngon này, Dâu Tây bỏ dĩa của Dâu Tây ra để mẹ để vào trong. Wow, như này, Dâu Tây như này. Yeah, dài quá. Ăn nào, ăn nào. Dâu Tây ăn luôn cái phô mai rồi. Đây, suất của Dâu Tây đây. À, đây là suất của mẹ nhá. À, để mẹ
Tương cà chua và tương ớt nhá. À, mỗi mẹ con một miếng. Ở trong này có mấy miếng đồ dâu tây biết? 4 chứ? 1, 2, 3, 4. À, còn 4 miếng nữa đúng không? Bây giờ dâu tây sẽ ăn nhá. Ui, dâu tây lấy được cái phô mai dài quá. Và bạn ấy đang ăn đấy. Cảm ơn. Đây cà chua này. Đây, tương cà chua đây rồi. Chúng mình sẽ mở ra và chúng mình sẽ dốc lên đây nhá. Xong rồi ăn bao nhiêu thì chúng mình sẽ chấm nhá con nhá. Yeah, được rồi, hay là mình phốt lên đây luôn. À, em đây các bạn ơi, bạn dâu tây bạn sẽ làm xung quanh đây cho nó nhiều, ăn cho nó ngon nha. Dâu tây rất là thích ăn tương cà chua đấy. Bạn dâu tây ăn thử đi. Cầm lên con ạ, con cầm bằng tay. Con lấy con rửa tay rồi mà. Rồi con cầm như này. Cầm như này con. Cầm hẳn ở giữa này con. Đó, con ăn đi. Chén thử 4 miếng nào. Wow, ngon không con? Ngon không? Con thấy có ngon không hả con? À, chị cũng phải ăn của mình đây. Đây, chị sẽ lấy tương ớt nha. Và chị sẽ đổ vào. Ồ, ở trên chị nhìn thấy có một con tôm. À, có cả xúc xích nữa. Bà Tây không biết con nhìn thấy không? Dâu tây không biết có nhìn thấy cái xúc xích ở phía trên không? Ở phía trên này này. Đây, dâu tây ăn thử nhá. Mẹ sẽ cầm hộ dâu tây. Cắn nào. Ngon không con? Nào, thì mẹ sẽ ăn nhá. Mẹ sẽ ăn ngay một miếng to xúc xích luôn. Ồ. Đẹp. Ngon. Ngon lắm mẹ. Dâu tây ơi, dâu tây ăn nữa đi. Có cả con tôm ở phía trên này, dâu tây có nhìn thấy không? Đây là con tôm đấy. Đó, bên ngoài là trứng. Con cầm là cắn, con cắn nha. Cầm hẳn cả tay rồi. Bạn dâu tây dự tính sẽ ăn được mấy miếng nào? Ăn nhiều miếng con sẽ ăn được pizza này. Pizza ngon. Ngon quá. Đâu? Mai sáng nay con tôm nào? Con tôm này to quá nên bạn dâu tây bạn ấy nhìn ra. Đây là cái đầu của nó. Con có thể đổ thêm tương cà chua. Không có, không. Con chấm thích đúng rồi. Con chấm vào đây. Đúng rồi, con ăn đi. Thôi, chị cũng phải ăn đây, ngon quá. Bạn dâu tây đang chấm ăn đấy. Ngon quá. Ngon nhỉ con nhỉ. Mông con lẩn ở kia. Ồ, miếng của mẹ đây rồi. Mẹ ăn gần xong một miếng rồi này con. Mồm mẹ to mà. Các bạn ơi, bạn nào mà thích ăn bánh pizza mà ở trong là nhân nhiều phô mai thì các bạn hãy chọn pizza viền đôi nhé các bạn nhé. Pizza viền đôi bạn dâu tây của nhà chị rất là thích đấy không? Hả con? À đấy, bạn đang like đấy, bạn đồng ý là rất là ngon. Bạn dâu tây đã ăn nghèo phát hết 4 miếng rồi.
Bạn Tê đang ăn miếng cuối của mình đấy. À, và nghe có vẻ bạn cũng lắc lư rồi. Bạn Tê ơi. À, bạn Tê nói là chào các bạn nhá. Các bạn, bạn Tê ăn xong rồi đấy. Không, vẫn chưa ăn cái này nữa.